Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục làm video về game Plants Zombie. Hôm nay mình thực hiện chơi trên phiên bản BZ Skippy Toilet nha các bạn nha. Thì đây là toàn bộ là cây plant, là đây bia Sorter đã được một camera đây. Camera bia Sorter đây nha. Thì mình chơi ở bản đồ bình thường thôi, bình thường. Đây là con Gargantua nha, Gargantua. Đây. Súng cối rất là khỏe đây. Mình chơi bản đồ ban đêm nha. Okay. Thì mình không sử dụng mod nha các bạn nhé. Mình chơi solo luôn, solo. Đây mình chọn cây tạo săn nha. Ok. Rồi, let's go. Let's go. Đây, tạo săn đây rồi. Mình tranh thủ tạo săn ngay từ ban đầu nha. Đây rồi, các bạn thấy chưa? Đấy, zombie bắt đầu xuất hiện rồi. Đây là con zombie thôi. Cố gắng tạo thật nhiều săn nha. Riêng bản đồ ban đêm này thì chơi nó sẽ khó hơn là bản đồ ban ngày các bạn nhé. Thì toàn bộ từ quốc đến xuyên hết, không có săn từ trên trời rơi xuống, hạt hướng dương là không có từ trên trời rơi xuống nha. Thì các bạn chơi ở bản đồ bình thường mỗi một lần nó tự rơi xuống khoảng 50 săn tự rơi. Nói riêng cái này thì phải có điền sắp tới nha, đây điền sắp tới đây các bạn ơi, điền sắp tới đây. Một thanh rất là khó, rất là khó khăn đây. Cố gắng là mình trồng lấy hai hàng luôn. Bắt đầu xuất hiện con
mua rồi. Rất là củ cây. Khổ quá. Nhìn cái sức tấn công này thì đúng là kết tắc. Nhưng mà còn bắn được tia đây. Vượt qua rồi. Mình nghĩ là hôm qua, nhưng cuối cùng với sự nỗ lực phòng thủ này thì mình đã qua được một bầy zombie ở hàng số 1. Mình rất là căng thẳng. Thank you.
Việt Nam sẽ có một cửa hàng phòng thủ tương đối là mạnh, nên là rất là yên tâm. Rất là nhiều đấy, nhưng mà chúng ta vẫn chiến đấu được. Mình cố gắng là chơi hết flat xem có win được không nhá. Với cái bản đồ này nhiều thử thách đối với chúng ta. Trong những flat gần là cuối cùng rồi, khả năng chiến thắng là ở mức cao rồi. Đúng là ở cái flat số 3 này phải nói là lượng zombie xuất hiện quá là nhiều luôn, cho nên là làm cái ván đấu của chúng ta rất là gặp rất nhiều khó khăn. Đây rồi, lại tiếp tục xuất hiện 100 con zombie đầu trâu. Rất là khó khăn.
rồi. Video của mình đến đây là kết thúc nha. Goodbye.